Xin chào các bạn đã đến với Tích Mắt. Momo, trò chơi thử thách tự sát lan truyền trên mạng xã hội vào năm trước tưởng chừng như đã biến mất, nhưng vài ngày trở lại đây thì nhân vật kinh dị này lại xuất hiện trở lại trên YouTube, khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi mà để con trẻ của mình tiếp xúc với mạng xã hội lẫn internet. Vậy thì Momo là gì, nguy hiểm ra sao? Hãy cùng video này cảnh giác nhé. Thử thách Momo hay còn gọi là thử thách tự sát là trào lưu lan rộng tại nước Anh từ tháng 7 năm 2018. Hình ảnh đại diện của trò chơi này là một nhân vật mang tên là Momo, một người phụ nữ đầu người thân gà, có mái tóc màu đen, phần trán nhô cao, hai mắt lồi to ra giống như là zombie, khuôn miệng rộng bất thường và làn da thì nhợt nhạt. Mô tả thôi thì cũng thấy là nổi da gà rồi. Vậy thì hình ảnh kinh dị này bắt nguồn từ đâu? Nhân vật này bắt nguồn từ một câu chuyện ma nổi tiếng của Nhật Bản. Nội dung kể về một người phụ nữ chết sau khi sinh con. Cô hóa thành một loài chim ám ảnh dân làng nơi mà cô sinh sống. Hình ảnh tưởng tượng này đã được tái hiện bằng một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật có tên là Mother Bird, tạm dịch là chim mẹ, của nghệ sĩ người Nhật Bản có tên là Keisuke Asawa, từng được trưng bày trong một triển lãm nghệ thuật ở Tokyo về những câu chuyện kinh dị vào tháng 8 năm 2016. Sau đó thì hình ảnh này đã được lạm dụng để trở thành công cụ gây ám ảnh cho trào lưu thử thách Momo, một trò chơi kế nhiệm của trò chơi cá voi xanh chết chóc. Ban đầu thì trào lưu này bùng nổ thông qua ứng dụng Messenger hoặc là WhatsApp. Người dùng khi kết nối với Momo sẽ nhận được những hình ảnh bạo lực, thử thách buộc họ phải thực hiện những hành động gây hại cho bản thân như là cạo đầu, cắt tay, thậm chí là tự tử. Kèm theo đó là một lời đe dọa không được nói cho bất cứ ai biết, nếu như không tuân theo thử thách thì sẽ bị trừng phạt. Đối tượng mà thử thách Momo nhắm đến là giới trẻ, đặc biệt là trẻ em hoặc là những người có vấn đề về tâm lý, tâm thần, có thể dễ dàng nghe theo những lời xúi dục. Trò chơi này sẽ đánh vào tâm lý vừa thích khám phá của trẻ nhỏ và dễ dàng xâm chiếm điều khiển hành vi của trẻ em. Điển hình là vụ tự tử của một bé gái 12 tuổi người Argentina được tìm thấy là qua đời ở tư thế treo cổ trên cây sau nhà và bị nghi là tìm đến cái chết sau khi nhắn tin cho ứng dụng WhatsApp với tài khoản có tên là Momo. Cảnh sát cho rằng cô bé đang ghi lại hình ảnh để đăng tải trên mạng xã hội để xác thực là đã thực hiện thử thách của trò chơi. Di động của cô bé thì đã bị hack để thu thập hình ảnh, nội dung những tin nhắn tại WhatsApp. Liên tiếp sau đó là nhiều vụ việc tai hại do thực hiện những thử thách diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới như là Mỹ, Đức, Mexico, Pháp, v.v. Trước tình trạng lạm dụng tiêu cực như vậy thì cha đẻ của tác phẩm Chim Mẹ đã tự tay phá hủy tác phẩm của mình vì bản thân của người nghệ sĩ này cảm thấy có trách nhiệm khi mà để hình ảnh này tồn tại và hù dọa mọi người trong trào lưu thử thách Momo. Mọi người, những đứa trẻ có thể yên tâm bởi Momo đã chết và lời nguyền sẽ biến mất, Keisuke Asawa nói. Cứ ngỡ như là những đứa trẻ sẽ bình yên và trào lưu này sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng mà không phải, con quái vật đáng sợ Momo lại một lần nữa sống dậy trở lại. Nhưng mà không chỉ xuất hiện trên WhatsApp hay là Facebook như trước đây, mà Momo còn len lỏi vào những đoạn video trên YouTube và được ngụy trang một cách tinh vi dưới dạng những video dành cho trẻ em như là Peppa Pig hoặc là các series hoạt hình nổi tiếng. Những video này chứa những nội dung máu me, bạo lực, thậm chí là hướng dẫn trẻ cách tự tử và xuất hiện trên cả YouTube Kids, nền tảng YouTube tùy biến dành riêng cho trẻ em. Do đó các bậc phụ huynh rất lo lắng và bất an khi cho con mình xem YouTube. Trước những cáo buộc này thì YouTube đã chính thức lên tiếng rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ và họ không tìm thấy bằng chứng nào về các video nói trên ở YouTube. YouTube cũng khuyến khích người dùng khi mà xem các video có nội dung không lành mạnh thì có thể sử dụng tính năng báo cáo gắn cờ các video này để hỗ trợ YouTube xem xét và xử lý chúng. Nhưng mà trước khi để YouTube xử lý hoặc là chúng ta phó mặc chờ đợi cho YouTube kiểm duyệt những nội dung trên thì cha mẹ cũng nên chủ động bảo vệ con của mình trước những mối nguy cơ tiềm ẩn của Internet. Thay vì là cấm đoán con trẻ không được sử dụng Internet hay là YouTube thì cha mẹ nên dành một ít thời gian để đồng hành với các con khi mà xem YouTube, thường xuyên trò chuyện với các con để biết là những thứ mà chúng xem là gì. Như vậy thì vừa có thể kiểm soát được nội dung mà con trẻ xem lại vừa có thể gần gũi hơn với các con. Ngoài ra thì những người lớn cũng có thể sử dụng một số cách khác nhau như là dùng những bộ lọc tự động trên YouTube, ngăn trẻ tải xuống những ứng dụng không phù hợp với lứa tuổi, tạo danh sách phát cho trẻ hoặc là tắt autoplay để ngăn trẻ khỏi click vào những video khác, thiết lập liên kết gia đình để đặt giới hạn thời gian màn hình và khóa thiết bị khi con sử dụng Internet, v.v. Vừa rồi là những chia sẻ của Tích Mắt. Các bậc phụ huynh hãy thận trọng và cực kỳ lưu ý khi cho con mình tiếp xúc với Internet để trẻ có thể phát triển tốt, có thể tiếp thu được những điều tốt đẹp thay vì những thông tin xấu và đầy ám ảnh như trên. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tích Mắt.